tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái câu lick tapping theo phong cách của Ripbit là tại guitar của ban nhạc Keep, ban nhạc Winger đó các bạn, cũng thập niên 90. Thì cái cách ông tapping đi xuống pentatonic thôi, nhưng mà nó cũng có một cái đặc biệt ha, một vài cái đặc biệt ở đây. Thì tay trái các bạn á là thứ pentatonic của cái vị trí thế tài phổ biến nhất ha, ngày ngang năm. Tay phải các bạn tâm binh thì ở vị trí cao hơn, ở cái ngang số 17-15, ông ta đi xuống từ từ ha. Kết thúc thì chúng ta có một cái nốt harmonic tự nhiên kèm với cái cờ nhúng. Thì mình sẽ đánh chậm từng phần để bạn có thể theo dõi ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đánh ngang ngang số 17, chúng ta tap binh nha. Thì cái chùm 6 của nó đầu tiên thì các bạn tap ngang ngang số 17, sau đó các bạn pull nốt ra là bệnh thế tài này, chúng ta ngang ngang 8 nè, sau đó xuống ngang 5 nha. Sau đó các bạn tap bên là ngang ngang số 15, nhưng mà chúng ta pull nốt nó ra là ngang ngang 5. Thì lúc này cái tay trái của bạn ham on vô ngang 8 của dây 2 là nó son ha. Lại nha. Đó, thì tương tự cái câu nó như vậy thôi. Các bạn xuống cái dây số 2 tương tự ở dưới thì bạn đánh như vậy. Lúc này các bạn xuống là ngang ngang 7. Đó. Sau khi chúng ta tap binh ở ngang 15, 17 rồi thì tới dây số 3 và dây số 4 thì chúng ta tap binh ngang 14 và 12 thôi ha. Tiếp theo dây dưới. Rồi, tới cái ngang này thì chúng ta bắt đầu tap binh vô ngay về ngang số 12. Kết thúc này nó ta harmonic ngay ngang 5 của dây số 5 luôn. Mình đánh chậm lên từ đầu nhé các bạn. Thì câu này á, thực ra các bạn có thể biến thể nó khá nhiều từ cái tay trái hoặc là từ cái tay phải. Ví dụ tay phải các bạn có thể tháp xuống một tí ở cái chùm tên ta đúng liền kề vẫn được. Ví dụ mình có thể tháp ngay chỗ dây ngang số 12 cũng theo kiểu đó được ha. Đó, thì nó tương tự như vậy thôi. Đó là cái cách mà Ripbit rất là thường đánh. Thì tốc độ nhanh hơn một tí, các bạn có thể kết hợp cả hai nơi, ví dụ như vậy ha. Vẫn được ha. Hy vọng là cái câu lick nhỏ này cũng giúp cho bạn trong việc luyện tập thêm kỹ thuật tapping cũng như pull up ha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.